những gương mặt quyền lực mới của gia đình cựu tổng thống Trump. Vâng kính thưa quý vị, đại hội đảng Cộng hòa cho thấy con trai cả và con gái ông Trump có thể đã thay đổi vai trò trong lần tranh cử này của cựu tổng thống. Khi ông Trump kết thúc bài phát biểu tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa ngày 18 tháng 7 ở Milwaukee, bang Wisconsin, gần như toàn bộ thành viên trong đại gia đình của ông kéo lên sân khấu để chia vui và phát đi thông điệp đoàn kết. Tuy nhiên, trong những ngày đầu của đại hội, cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump, còn gái cả Ivanka, cùng chồng là Jared Kushner không xuất hiện khi Trump còn đương nhiệm. Vợ chồng Ivanka và Kushner là hai cố vấn quan trọng của ông tại Tòa Bạch Ốc. Ivanka còn thường xuyên thay mặt cha vận động tranh cử và đã phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng Hòa năm 2016 và 2020. Ngồi cùng với ông Trump trong khu vực VIP đại hội năm nay là con trai cả Donald Trump Jr. cùng hôn thê Kimberly Guilfoyle vợ chồng con trai thứ Eric Trump, Lara Trump và vợ chồng con gái Tiffany Trump, Michael Ballas. Những thay đổi này phần nào cho thấy đây là nhóm có sức ảnh hưởng mới trong gia đình của Trump. Donald Trump luôn dựa nhiều vào gia đình và ông ấy sẽ tiếp tục làm như vậy. Mick Mulvaney Quyền chánh văn phòng tại Bạch Ốc năm 2019-2020 dưới thời của ông Trump nói với FT những người con sẽ luôn là cố vấn cấp cao của trump dù thành viên có thể khác nếu ông đắc cử nhiệm kỳ thứ hai sự vắng mặt của bà melania ivanka và kushner trong ba ngày đầu của đại hội gây nhiều chú ý kate anderson brower tác giả về cuốn sách về tòa bạch ốc nói về việc vợ chồng của ứng viên không phát biểu tại đại hội là rất bất thường Brower cho biết họ rất cần một nữ đại diện từ gia đình ông Trump cho vai trò đó và Laura có thể lấp đầy khoảng trống này. Laura, 41 tuổi, được bổ nhiệm làm đồng chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC hồi tháng 3. Sau khi được ông Trump hậu thuẫn, Laura có vai trò quan trọng trong nỗ lực kêu gọi ủng hộ tài chính, truyền tải thông điệp của ông Trump và đoàn kết đảng, khi nhìn ông Trump, tôi thấy một người cha, người ông tuyệt vời. Đây là người đàn ông đã hy sinh cho gia đình, cho đất nước. Lara phát biểu kết thúc ngày thứ hai đại hội. Khán giả hò reo khi Lara giơ nắm tay như ông Trump làm trên sân khấu ở bang Pennsylvania sau khi ám sát hụt vào ngày 13 tháng 7. Alina Hapa, phát ngôn viên về pháp lý của ông Trump, nói Lara phát biểu từ trái tim, cô ấy nói về các bà mẹ, về Trump khi Ông là một người ông, những điều cô ấy chỉ mới có thể đề cập. Giới quan sát dự đoán sự nổi bật của Lara trong gia đình Trump sẽ càng tăng lên trong mùa bầu cử này. Phóng viên Eric Cordelasa của tạp chí Time gần đây đã phỏng vấn Lara nói bài phát biểu đó là lời giới thiệu bản thân của Lara với toàn quốc dù đã tham gia chiến dịch tranh cử là thành viên nhà Trump suốt 8 năm qua, đây vẫn là lần đầu Lara đảm nhiệm vị trí quyền lực trong đảng Cộng Hòa. Một số nhà quan sát so sánh vai trò của Lara và Eric, 40 tuổi, giống như Ivanka và Kushner trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Trump điểm khác biệt là Lara Eric ủng hộ khẩu hiệu đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại mà cờ Trump, còn Ivanka và được cho là đại diện cho yếu tố trung dung của đảng Cộng hòa. Trong khi đó, Trump Jr. 46 tuổi ngày càng có tiếng nói trong các quyết định của ông Trump, như cùng Eric đưa ra lời khuyên về ứng viên cấp phó, tuần trước khi ông Trump tỏ ra nghiêng về thống đốc bang Bắc Dakota Doug Burgum, Trump Jr. và Eric đã phản đối, nhấn mạnh việc nên chọn Vance. Charlie Craig, một đồng minh thân cận của Trump, nói Trump Jr. là người có quyền lực. Tôi nghĩ bất kỳ ai theo đảng Cộng Hòa cũng dần nhận ra anh ấy nằm trong danh sách 5 tiếng nói bảo thủ có ảnh hưởng nhất. Trump Jr. có thể để lại dấu ấn lớn trong chính quyền ông Trump nếu cựu tổng thống tái đắc cử. Trump Jr. nói sẽ không tham gia chính quyền Trump nhiệm kỳ thứ hai, nhưng mô tả mình là người thực thi marker và sẽ phủ quyết bất cứ động thái bổ nhiệm nào anh cảm thấy không phù hợp với chương trình nghị sự của cha. Trump Jr. cho biết, tôi chỉ muốn bảo đảm những con rắn độc, và kẻ dối trá không được cất nhắc vào các vị trí quyền lực. Tôi nghĩ chúng tôi lần này sẽ làm việc tốt hơn vì đã có kinh nghiệm. Chúng tôi hiểu rõ những người đó là ai. Theo Carter Lasser, Trump Jr. nói không quan tâm chính trị, nhưng mọi người xung quanh, bao gồm cả em trai và em dâu, đều nghĩ ngược lại. Lara đã nói với tôi trong cuộc phỏng vấn gần đây rằng, nếu có ai đó thuộc nhà Trump muốn tranh cử vị trí cao, thì hãy để ý đến Trump Jr. Cháu gái cựu tổng thống Trump gây chú ý tại đại hội Đảng Cộng hòa. Carolina, đứa cháu nhỏ tuổi nhất của ông Trump, khiến nhiều người thích thú với vẻ đáng yêu khi ngồi trong lòng ông nội tại đại hội Đảng Cộng hòa, trong lúc Eric Trump, con trai thứ của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, phát biểu tại đại hội Đảng Cộng hòa ở thành phố Milwaukee, bang Wisconsin vào tối 18 tháng 7, con gái anh là bé Carolina Trump ngồi trong lòng ông nội. Carolina là con gái Úc của Eric và Lara Trump, đồng chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa. Cô bé ngáp, nghịch tóc, nhìn chăm chú vào khoảng không hoặc vỗ tay khi ngồi trong lòng ông Trump. Anh trai của bé là Luke, 6 tuổi, ngồi cùng mẹ trong lúc bố phát biểu. Có lúc thì Carolina quay sang nhìn ông nội, cựu tổng thống mỉm cười và ra hiệu cho cháu gái chú ý tới bố đang phát biểu. Về đáng yêu của Carolina đã thu hút sự chú ý của những người theo dõi đại hội đảng Cộng Hòa, đặc biệt là những khoảnh khắc lơ đỉnh của cô bé khi mà bố phát biểu. Cháu gái của ông Swam cực kỳ dễ thương, con bé cảm thấy buồn chán và ngồi nghịch tóc của mình kia. Một người bình luận trên mạng Soi X, những người khác đùa rằng cô bé mệt đó, mắt díp lại rồi kìa hoặc dường như đã qua giờ đi ngủ của cô bé. Đứa trẻ này thật đáng yêu, người này cho hay, con bé giống ông nội phết đó, người thứ ba nhận xét. Những người khác cho rằng hình ảnh này cho thấy dễ dàng nhận ra cô bé rất yêu quý ông nội. Đêm cuối cùng của Đại hội Đảng Cộng Hòa có sự góp mặt của nhiều thành viên trong gia đình ông Trump, bao gồm cựu đệ nhất phu nhân Melania và hầu hết con cháu của ông, ngoại trừ con trai Úc Barron Trump. Các thành viên gia đình ông Trump ngồi ở khu vực dành cho khách mời danh dự. Eric nói, năm ngày trước, vợ chồng con và hai cháu nín thở khi chứng kiến máu đổ trên gương mặt của bố. Nhờ ơn Chúa, các vị thánh và thiên thần hồ mệnh của bố, ông đã sống sót. Ông Trump sau đó tán dương bài phát biểu của Eric và thừa nhận con trai thứ thực sự không muốn lên sân khấu. con trai úc cao 2,01m của cựu tổng thống trump bước vào chính trường quý vị thân mến sau khi tốt nghiệp trung học Barron trump sẽ gia nhập con đường chính trị theo nbc con trai úc của ông donald trump có tên trong danh sách 41 đại biểu của florida tại đại hội toàn quốc đảng cộng hòa theo NBC, Barron Trump, con trai út của cựu tổng thống Donald Trump có tên trong danh sách 41 đại biểu của Florida tại đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa. Evan Power, chủ tịch Đảng Cộng hòa tại Florida nói: "Chúng tôi có phái đoàn lớn gồm các lãnh đạo cơ sở, các quan chức dân cử và các thành viên trong gia đình ông Trump. Florida đang tiếp tục có đại hội tuyệt vời, dù có cuộc sống khép kín hơn nhiều so với các anh trai Eric Trump và Donald Trump Jr., nguồn tin của Mirror cho biết con trai cao 2,01m của ông Trump chuẩn bị cho sự nghiệp chính trị. Daily Mail dẫn lời của người trong cuộc tiết lộ thông tin chi tiết về chàng trai 18 tuổi được vợ chồng ông Trump bảo vệ nhiều năm qua. Nguồn tin cho rằng Barron ủng hộ nỗ lực trở lại tòa bạch ốc của cha, nhiều quan chức hàng đầu của Đại hội Đảng Cộng Hòa, bao gồm những nhà tài trợ giàu có ngạc nhiên trước sức hút của Barron. Trước khi chính thức tham gia vào con đường chính trị, Barron Trump tốt nghiệp trung học ngày 17 tháng 5, luật sư của ông Trump yêu cầu tòa án ở New York tạm hoãn phiên xử hình sự để cựu tổng thống tham gia lễ tốt nghiệp của con. Thẩm phán Sean Mergen đã thông qua yêu cầu của luật sư. Barron Trump bước sang tuổi 18 và ngày 18 tháng 3, vừa sang tuổi trưởng thành, Barron bị Mike Sington, cựu giám đốc điều hành cấp cao của NBC, lôi vào cuộc chiến quyền lợi của ông Trump. Lúc đó, loạt quan chức từng làm việc ở Tòa Bạch Úc, Quốc hội Mỹ như Michael R. Caputo, cựu trợ lý thư ký công vụ của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Gareth Ventry, cựu cố vấn truyền thông cấp cao của đảng Cộng hòa thuộc Ủy ban Tư pháp Thượng viện J. Van A. Price, cựu trợ lý của thành viên Hạ viện Mỹ Byron Donalds lên tiếng bảo vệ Baron cho rằng chàng trai mới 18 tuổi The People cho rằng Barron Trump đã trưởng thành, có thể đi theo truyền thống chính trị của gia đình quyền lực, còn Úc nhà Trump phải học dần cách đối mặt áp lực, những lời chỉ trích từ giới truyền thông, chính trị gia không hài lòng về Trump. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv.com Một lần nữa đội ngũ chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.